Rồi, xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà nằm ở đường số 18D, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Chính là căn nhà này nha. Con hẻm trước nhà rộng hơn 4m anh chị, và nó là hẻm thông nha. Đây anh chị, xung quanh ha, nhà cao tầng này. Đấy, tuyệt vời chưa? Thì căn nhà chúng ta có diện tích bề ngang là được 4m, chiều dài là 10m, kết cấu 1 trệt 2 lầu đúc thật, có 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 2 ban công và có một sân thượng rất rộng ở phía sau. Căn nhà này có hướng chính nam lật qua tây nam. Về giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán là 3.950.000, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi, đấy là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, ok anh chị ha. Căn nhà chúng ta đây nè, một trệt hai lầu ha. Đấy, đây là con hẻm trước nhà đây, rộng hơn 4m nha, và nó là hẻm thông anh chị. Xung quanh ha, nhiều nhà cao tầng này. Hướng này thì chúng ta ra ngay đường Liên Khu 20 nhá. Đấy, nói chung là căn nhà này chúng ta cũng có rất nhiều hướng đi nhá. Ok, đây ha. Rồi, thì bên trong nhà đây, hiện tại thì nhà vừa mới trống và sẵn sàng bàn giao nhà cho anh chị vào ở luôn. Đây ha, bên trong nhà đây anh chị. Nhà chúng ta là hai lầu đúc thật cứng cáp nhá. Sẵn sàng giao nhà anh chị vào ở luôn. Bề ngang là 4m ha, chiều dài là hơn 10m. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Cuối nhà có giếng trời nè. Đây ha. Và đây là cái dùng để xông hơi nè anh chị. Xông hơi ha. Rồi, bên đây là khu vực vệ sinh nhé. Đấy, vệ sinh ở dưới trệt nè. Nhà chúng ta là có hướng chính nam lệch qua tây nam. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công nhé. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán là 3.950.000, còn thương lượng trực tiếp chính chủ nhé. Rồi, trên lầu 1 đây, chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Đây ha. Đó, căn phòng ngủ này chúng ta có cửa sổ nhé. Vị trí căn nhà này thì anh chị đi theo đường Lê Văn Cuối, sau đó đi vào đường Gò Xoài là sẽ đến đường số 18D nhá. Hoặc là anh chị đi theo đường Liên Khu 5, Liên Khu 20 ha. Khu vực vệ sinh này. Đây là phòng ngủ phía trước ha. Rộng rãi cao ráo này. Nhà chúng ta là hai lầu đúc thật nên là trần nhà cũng rất là cao nhá. Đây anh chị, phía trước có ban công luôn ha. Đây này, nhà đối diện này, cao tầng ha. Bên đây này, đó. Ok ha. Bên đây này, đấy. Một căn nhà hai lầu đúc thật nhá, 4x10. Kích thước là 4x10, có 3 phòng vệ sinh. Giá là chưa đến 4 tỷ ha. Chính xác bây giờ là 3.950.000. Và còn là thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi, đây là trên lầu 2 nhá. Ngay đây có giếng trời nè anh chị. Có giếng trời ngay cầu thang nhá. Phía sau này chúng ta có một khoảng sân thượng nhá. Sân thượng đất rộng này anh chị. Có cầu thang lên tầng mái luôn ha. Không gian xung quanh đây anh chị. Khu dân cư hiện hữu nhá. Nhiều nhà cao tầng này. Ok ha. Bên đây là khu vực vệ sinh ở trên lầu 2 đây. Đấy. Đây là có giếng trời nó rất là thoáng nhá. Đây là phòng ngủ trên lầu 2 nhá. Đẹp ha. Đấy. Phía trước chúng ta có ban công nhá. Đấy, có một ban công nhỏ phía trước này.
đây ha, view rất đẹp này, nhà cao tầng này anh chị, khu dân cư hiện hữu nhá, hẻm trước nhà đây, rộng hơn 4 mét nhé, và nó là hẻm thông. Đấy, ok ha. Rồi, ok anh chị nhé. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.